Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn à, Hôm nay Thiện à, làm cái video này cũng muốn thông báo với tất cả mọi người Thì Thiện à, hồi sáng Thiện cũng có đăng một video để à, kêu gọi nhờ cô chú anh chị và các bạn giúp đỡ Thiện để có tiền mua cái ghe Thì cái đó là phương tiện để Thiện đi làm việc Thiện Thì à, cũng rất là mừng khi video à, đăng lên khoảng gần 3 tiếng thì có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn có gửi tiền về cho thiện để thiện mua cái ghe cũng như là thời gian sắp tới thiện có cái phương tiện để hỗ trợ cái phần vận chuyển vật tư vật liệu để đi các nhà cho bà con nghèo thì nay thiện cũng đã nhận được cái phần tiền đó rồi thì muốn thông báo với tất cả mọi người là thiện ngưng nhận cái phần tiền đó nữa thì đây thiện xin đọc tên à, Cô chú đã giúp đỡ thiện Và hứa giúp đỡ thiện để à, Mua chiếc ghe Cũng như là hỗ trợ cái phần à, Xây dựng kho bãi để chứa vật liệu Đi làm từ thiện Thì đây cô Thiên Ly, chú Đức lưu à, Tài trợ 2.500 đô Cô Diệu Huệ ở Tân Tây Lan là 30 triệu đồng Anh Alan Thanh Đặng 500 đô la Mỹ Chị My Xeo Võ 500 đô la Mỹ Anh Tâm ở Úc Châu 15 triệu À, anh Robert cao cũng có hứa là gửi về cho thiện để thiện mua chiếc xe. Thì rất là cảm ơn cô chú anh chị đã giúp đỡ thiện có được cái phương tiện để thiện đi làm việc thiện. Thì à, qua đây thiện cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng thiện giúp đỡ thiện trong suốt thời gian vừa qua hỗ trợ rất là nhiều về mặt tinh thần cũng như là vật chất để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho thiện giúp đỡ bà con nghèo thì hôm nay thiện cũng muốn chia sẻ thêm những tâm tư tình cảm của mình những cái suy nghĩ mà đáng lý ra thiện cũng không có nói ra tại vì mình làm việc thiện thì cái tâm mình biết mình nói ra thì cũng có nhiều người không có hiểu thì nói mình là kể công hay là mình phô trương đây, đây thiện từ trước tới giờ thiện làm không có phô trương mà cũng không có kể công nữa thì à, cũng có một số người à, bình luận lên trên kênh của thiện đó thì à, à, nói những cái lời rất là khó nghe nhưng mà nhiều khi thiện cũng không muốn trả lời cái 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 bình luận đó cái tin nhắn đó nhưng mà không biết người ta nói vì mục đích gì nếu mà mình không không trả lời á, thì người ta nói à, chắc mình như vậy thành ra mình không dám phản biện lại và nếu trả lời á, thì người ta sẽ nói mình là sân si hơn thua mà bản thân thiện từ trước tới giờ làm việc thiện thiện chưa bao giờ kể công mà cũng chưa bao giờ là thích sân si hay là hơn thua dai hết cái mục đích chính của thiện á, là để làm cái công việc thiện nguyện mong sao giúp được nhiều hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn nhất thì ở đây Thiện có nhận được rất là nhiều cái lời bình ở trên đây để Thiện chia sẻ cho tất cả mọi người xem. Thì có một cái nick email không biết sao là có nhắn với Thiện là Lần đầu tôi mới nghe không có tiền mà đòi mở rộng địa bàn để làm từ thiện. À, muốn hóa kinh Phật hay sao ấy. 50 chai trước ấy có lý nhỉ ấy già nghề kêu gọi từ thiện nay phát triển hen thì ở đây thiện từ trước tới giờ thiện làm việc thiện là mình chỉ thiện cũng có nói luôn bản thân thiện là không có tiền mình chỉ ra cái công sức để kêu gọi cô chú anh chị các bạn ở gần xa đó thấy được những cái hoàn cảnh của bà con khổ ở việt nam thì mình giúp đỡ thì bản thân thiện nó là chỉ người người cầu nối, nhịp cầu nối trung gian à, chứ không mình không không phải là người giàu có gì nhưng mà đối với thiện á cái công việc thiện làm là xuất phát từ cái tâm thì đây à, thiện kể lại một chút xíu à, những cái phút đầu thiện làm việc thiện đó thì trước đây á là cái công việc của thiện á là không phải là đi làm thiện nguyện mà chỉ là đi quay những cái cảnh chợ quê những cái món ăn đồng quê những cái phong cảnh nơi đây đến đó cũng như là cái phong tục tập quán của ở miền tây thì sau này cũng tình cờ thiện đi quay ở nhiều nơi đó thì cũng có tình cờ gặp cô bán chuối nướng thì thiện cũng có tới để ăn chuối nướng và quay những hình ảnh chia sẻ với tất cả các bạn xem thì thời điểm đó lúc mà thiện quay video á, thì cũng cô bán chuối nướng cũng có à, kể lại hoàn cảnh với thiện là cũng hai ông bà cũng già rồi nhưng mà cũng không có nghề nghiệp gì để làm thì chỉ có cái nghề bán chuối nướng để lo cho các cháu đi học thôi nhưng mà thời điểm đó hoàn cảnh của cô cũng rất khó khăn mà cô cũng đang bị bệnh nữa thì cái 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 video đầu tiên à, thiện quay lên nó cách đây cũng khoảng 2 năm rồi hơn 2 năm rồi thì à, từ cái video đó thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị đã theo dõi thiện từ lâu đó thì cũng có gửi tiền về cho thiện để giúp đỡ cô bán chuối nướng. Đó là thì từ ngày cái duyên của thiện bắt nguồn từ đó mà ra chứ đầu tiên thiện cũng không có ý định là uh, mình đủ khả năng để làm từ thiện tại vì thời điểm đó mình cũng không có tiền. Mà cái công việc đầu tiên của thiện á, thì cũng không phải là làm việc thiện nữa. thì chỉ là quay video vlog thôi thì bắt nguồn từ video đó thiện có cái duyên làm từ thiện thì sau này cô chú anh chị thấy thiện làm có uy tín thì gửi về bao nhiêu thì thiện tới trao cho bà con nghèo bấy nhiêu thì mọi người tin tưởng cho nên gửi tiền về cho thiện làm từ thiện thì ngày những ngày đầu thì làm rất là ít à, chỉ gửi quà cho người nghèo với lại cho tiền mỗi hộ như vậy là năm trăm một triệu thì dần dần thiện làm đi tại vì cái nhiệm vụ của cô bác giao cho mình thì mình phải làm tròn nhưng mà từ cái chỗ mà mình làm có uy tín mình người cô cô chú anh chị giao cho thiện tới đâu thì thiện làm tới đó thì càng làm ra như vậy thì mình đi nhiều nơi thì cũng phát hiện ra cũng tìm được rất là nhiều cái hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn cần giúp đỡ. Thì cho nên cái công việc nó gắn liền với Thiện từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm kia. À, bắt nguồn làm từ hồi năm 2018 tới năm nay là năm 2020 rồi. Thì Thiện cũng đã làm thiện nguyện được à, hơn 2 năm. Thì cũng giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn từ những cái phần quà nhỏ cho tới tiền rồi tới giúp xe đạp rồi xây nhà cửa tất cả mọi thứ sắm đồ đạc vào trong nhà thì ban đầu nó chỉ là những cái nhà thiện sửa lại cho bà con nghèo thôi nhưng giống như là dừng vách lợp ton lại thì cái giá trị của ngôi nhà thời điểm đó nó khoảng từ 10 triệu tới 15 triệu rồi sau này dần dần cái cái việc mà mình tìm cái nguyên liệu cái vật liệu để làm nhà cho người nghèo đó đầu tiên là bằng cây thì một hai căn nhà đầu thì mình còn tìm cây ra mình để làm được nhưng mà bây giờ cây cối lá rồi nó cũng không còn nhiều thì bây giờ mình mới chuyển qua vật liệu là bằng tôn bằng kẽm thì như vậy nó sẽ làm nó sẽ nhanh hơn với lại nó dễ tìm hơn nguyên liệu đó thì mình có tiền thì mình mua các cửa hàng đó để người ta bán cho mình thì mình làm nó dễ dàng hơn với lại làm nhà tiền chế á, thì nó nhanh hơn nó nhanh hơn rất là nhiều so với mình làm nhà cây lợp lá hoặc là dừng vách lá thì ở đây thiện không phải làm từ thiện theo chào lưu mà nói thật với cô bác anh chị á. hôm nay thì thiện mới nói ra một trong những cái người làm từ thiện đầu tiên ở Việt Nam À, mà các nhà cho bà con nghèo mà nhà tiền chế là thiện là những cái người làm đầu tiên chứ không phải mà thiện thấy người ta làm thì thiện bắt chước làm theo mà là thiện là cái người tiên phong làm đầu tiên về cái cái việc từ thiện mà trên youtube có nghĩa là cái duyên nó tới với thiện thì thiện thiện làm chứ không mình không không phải là có cái nhu cầu mà để làm mà để kiếm lợi nhuận gì đó thì cái đó không có để thiện nói cho tất cả mọi người xem thì mình cũng nghe nhiều cái bình luận cái người ta nói mình mình cũng cũng cảm thấy nó không đúng mình cũng rất là khó chịu nhưng mà ở đây mình không có giải thích là tại vì nếu mà giải thích thì người ta nói hơn thua là sân si mà mình không giải thích đó, thì mọi người không hiểu thì ở đây thiện rất là là buồn nhưng mà không bao giờ để trong lòng thì hôm nay để nói ra để cho tất cả mọi người hiểu thì ở đây thiện ngày hôm nay khi mà thiện quay video để kêu gọi cô bác giúp đỡ thiện để có tiền thiện mua chiếc ghe để vận chuyển vật liệu tới những nơi dùng sâu dùng xa để tiện với công việc thiện làm từ thiện chứ không phải ở đây thiện kêu gọi để giúp đỡ thiện xây nhà hay là mua cái gì đó để sử dụng mục đích riêng thì cái đó người ta nói mình thì mình chấp nhận mà ở đây thiện mua chiếc ghe thì cũng chỉ là để đi làm giúp người nghèo thôi. Không có mục đích nào xấu cả. Mà ở đây á, mình làm để giúp người nghèo khổ. Thì ở đây thiện là ra cái công. Còn cô bác thì có của. Chứ mình không nói mình giàu có hết. Thì ở đây có một số người ở lên đây bình luận. Thì nói nghe những cái lời rất là nặng nề, rất là khó nghe. Không biết người ta nói như vậy người ta góp ý. Hay là người ta muốn hân thua sân si thì cái đó thiện đọc ra để cho mọi người suy nghĩ à, xem người ta nói như vậy thì có đúng hay không ở đây người ta nói thiện là phong trào thích làm từ thiện mà tiền của người khác có lòng thì bỏ tiền của chính mình ra làm mới được phước lấy của người khác để làm được cho mục đích của bạn là tự tạo nghiệp thì ở đây thêm một cái à, bình luận ở dưới nữa à, nói nữa thì thiện sẽ đọc cho mọi người nghe thì mình nghe mình cũng rất là khó chịu nhưng mà có nhiều khi uh, mình không nói ra thì người ta không không có hiểu à, đầu tiên là nói thiện là bắt đầu Mướn thợ sau này tự làm chủ cả 4 năm đội thợ riêng Xây hơn 190 căn nhà cộng các nhà từ tiền của mạnh thường quân trong và ngoài nước Bắt đầu từ 1.000 đô la à, sau lên là 1.300 đô à, trong vòng vài tháng à, Từ lợi nhuận vài trăm USD đến vài ngàn USD cho những căn nhà cấp 4 Rất nhiều mạnh thường quân đã giúp tiền riêng và cả gia đình đây là thiện nguyện hay là kinh doanh cá nhân Tất cả có thể nhận xét được chỉ trong vòng một năm Từ tiền thu nhập có thể lên tới bạc tỷ Phải công bố là kinh doanh xây nhà giảm giá Thì cô bác nghe thiện đọc tên Ở đây à, người ta không có để hình đại diện trên cái nick của email Người ta chỉ để chữ C thôi Thì do công việc thiện nhiều à, trước đây à, thiện chỉ có một đội thợ hai đội thợ thôi đó là những cái bước đầu thiện làm là lúc đó cô bác cũng chưa biết tới thiện nhiều với lại cái công việc của thiện thời điểm đó nó cũng không có nhiều với lại nó không có áp lực như bây giờ à, bây giờ thiện làm rất là nhiều với lại thời gian để dành riêng cho bản thân không có suốt ngày thiện đi ở ngoài đường tìm những cái hoàn cảnh nghèo người giúp đỡ người nghèo thì thiện đi tới khảo sát xong rồi à, mướn thợ rồi lên vật tư để cất nhà cất cửa cho bà con nghèo thì người này nói không sai nhưng mà nói ở đây á, là giống như thiện à, lợi dụng cái từ thiện để 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 trục lợi cá nhân à, ban đầu thiện có nói thiện làm cái căn nhà nó chỉ giá từ 10 triệu tới 15 triệu đồng là ban đầu thì mình chỉ có bao nhiêu làm bao nhiêu à, sau này á là làm cái căn nhà 1.000 đô la có nghĩa là trị giá từ 25 triệu tới 25 triệu rưỡi là nó đủ làm cho căn nhà tiền chế là chán cái nền xi măng thì cái đó trị giá 1.000 đô la là chính xác nhưng mà sau này à, lên thêm 1.300 đô hoặc là 2.000 mấy trăm đô thì cái đó là do cái ngôi nhà người ta làm với cái diện tích nó dài hơn À, có ló gạch làm nó rộng hơn thì đương nhiên cái số tiền nó sẽ được lên cao chứ không phải đây thiện à, đầu tiên làm 1.000 đô sau này thiện thiện lên 1.300 đô thì mình đâu phải mình ăn ba cái 300 đô còn còn dư lại mà 300 đô đó thiện mua gạch để lót cho người ta rồi à, mướn thợ lót rồi mua vật tư vô lót chứ đâu phải thiện tiền thiện in ra được mà để làm cái cái việc đó cho nên ở đây cái người này nói á, là nói để đánh cháo cái sự thật có nghĩa là người ta chỉ biết là cái số tiền đó làm vào cái việc đó là tốn bao nhiêu tiền đó tại sao trước đây ngàn đô làm được mà sao giờ là phải ngàn ba trăm đô người ta không có coi kỹ là một ngàn ba trăm đô nó khác hơn ngàn đô là một ngàn ba trăm đô nó có lót gạch ở đây thiện đi giúp người nghèo á Thiện quan sát rất là kỹ khi mà cái ngôi nhà một hai người ấy, thì thiện chỉ làm cái ngôi nhà 4m 8m nếu mà có người già cả thì thiện cũng chỉ chán cái nền xi măng thôi tại vì nó như vậy là nó đã tốt lắm rồi so với cái nhà đất với lại nhà cửa dột siêu thì ở đây khi mà nhà có uh, con nhỏ hay là đông người ấy, thì thiện làm ra 4m 11m thì cũng có lót gạch cho người ta luôn thì như vậy À, cái ngôi nhà nó mới rộng rãi thì người ta sinh sống nó mới tiện lợi thoải mái được ở đây thì người ta không có hiểu người ta nói thiện là làm cái này với mục đích là kinh doanh thật sự nếu mà mình làm gì lợi nhuận thì thiện sẽ làm những cái phần video những cái vlog mà hot trend có nghĩa là những cái gì hot ở trong xã hội thì mình đi quay cái cái phần đó thì cái đó là mục đích thiện làm kiếm tiền còn ở đây thiện đã hy sinh thời gian mình làm tất cả thời gian công sức tuổi trẻ cũng chỉ mong sao à, tìm những cái hoàn cảnh thật sự khó khăn trong cuộc sống này để mình giúp đỡ chia sẻ một cái phần nào đó khó khăn mà người ta không bao giờ mơ ước được có được cái ngôi nhà đàng hoàng để ở à, ngày xưa nhà thiện cũng rất là nghèo mà nhà dột cột siêu nhà lá thì trời mưa trời gió cũng phải hứng thao hứng nước phải che màn để ngủ cho nên mình rất là hiểu rõ cái hoàn cảnh của người ta lúc này khi mà trời mưa trời gió tới rồi dông bão tới người ta chịu không nổi sống trong cái ngôi nhà vậy nó rất là lo sợ không biết sập giờ nào thì bản thân mình cũng cố gắng để lớn rồi thì cũng có bạn bè lại nhà chơi thì cũng mong sao có cái ngôi nhà đàng hoàng để ở thì cũng cố gắng làm tất cả mọi thứ, làm ruộng, làm thuê, làm mướn, tất cả mọi thứ ai thuê gì mình làm đó, thì cũng muốn đóng góp vào để xây được cái nhà cũng khang trang hơn. Nhưng mà thời điểm đó thì làm cũng đâu à, ở nhà cũng rất là nghèo cũng không có nhiều tiền, cho nên cái ngôi nhà mình làm thì phải đi dây đi mượn tiền tất cả mọi thứ, rồi sau này làm có tiền trả lại nó rất là khó khăn, thì mình từ cái chỗ khó khăn đó thiện mới hiểu cái hoàn cảnh của bà con cô bác à, lâm vào trong cái hoàn cảnh nghèo khổ đó người ta rất là cần cái sự chung tay giúp đỡ chia sẻ ở đây thì thiện cũng chỉ là cái người trung gian đứng ra để nhận cái trách nhiệm đó à, kết nối giữa bà con cô bác ở nước ngoài về đây giúp đỡ cho bà con nghèo ở vùng quê thì thiện chỉ giúp đỡ bà con nghèo ở trong vùng sâu vùng xa, những cái vùng mà xe cộ lui tới rất là khó khăn hoặc là không tới được. Những cái vùng mà thiện chỉ đi được bằng ghe xuồng và có thể là đi bộ nữa. Cho nên cái công việc thiện nguyện của mình nó không có phải ở những cái mặt bằng mà những cái nơi mà dễ đi à, những cái vùng cực kỳ khó đi luôn. Cho nên cái phần làm của mình đó, nó gặp nhiều khó khăn, trở ngại do cái điều kiện nó không có thuận lợi. Nếu mà thuận lợi thì bà con không có nghèo như vậy đâu. Mình đi vô càng sâu, dùng càng sâu càng xa thì bà con trong đó cực kỳ khổ. Mà mình giúp được người ta rất là vui mừng. Mà ở đây thì thì cũng nói luôn, à, cũng có nhiều, uh, mỗi, uh, nhiều người nói thiện là tại sao không xây nhà tường đi để cái ngôi nhà nó bền hơn nó chắc hơn và nó nó không có nóng nhưng mà làm vẫn được chứ không phải không nhưng mà làm thì nó tốn rất là nhiều chi phí tiền thì của mạnh thường quân cô bác làm cũng rất là cực khổ mình chỉ gói gọn ở trong cái phạm vi mà các nhà tiền chế thôi chứ không thể nào mà xây tường được xây tường thứ nhất là tốn chi phí nhiều thứ hai là mất rất nhiều thời gian à, cái thứ ba nữa nó không có phù hợp cho cái công việc thiện nguyện làm xây tường như vậy thì không giúp được bao nhiêu người hết. thì ở đây mình chỉ thấy cái phần nhà tiền chế là thích hợp nhất để làm giúp người nghèo thì thiện làm. À, thiện nói ra hôm nay không thể để kể công kể lễ những cái gì mình làm trước đây. thiện tính tới thời điểm này là làm cũng mấy trăm căn nhà rồi, rồi cầu, rồi phát quà, xe đạp rồi tiền rồi mua đồ vật dụng hỗ trợ giống rồi cho người nghèo làm ăn thì đây là điều là tiền à, mồ hôi nước mắt của cô chú anh chị ở nước ngoài làm ăn cực khổ vất vả để gửi về cho thiện à, giúp đỡ bà con nghèo thì từ những cái công việc mình làm đó cô bác tin tưởng thì bắt đầu gửi về cho thiện à, càng ngày càng nhiều hơn cho nên cái công việc càng ngày nó càng áp lực hơn thì công việc nhiều thì thiện phải cần những đội thợ đi làm với thiện cho nên ở đây nó từ một đội thợ mà ngày hôm nay nó đã ra tới 6 đội thợ rồi thì đó là cho do cái cái công việc của mình nó rất là nhiều cho nên cần những cái đội thợ làm liên tục như vậy thì nó mới đáp ứng đủ cái cái công việc của mình à, của cô bác anh chị à, giúp đỡ thiện thì có nhiều khi ngày hôm nay thiện kể ra như vậy để cho nhiều người hiểu hơn đây thiện làm thiện nguyện là vì cái tâm vì cái lòng yêu thương mọi người vì cái sự chia sẻ để cho cô bác có cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn có rất nhiều hoàn cảnh khổ mình đã giúp qua rồi thấy người ta có cuộc sống ngày càng nó tốt hơn thì rất là vui mừng người cũng có nhiều gia đình cũng chưa có thể đi thể nào mà đi giúp đỡ được là do mình chỉ có một thân một mình thôi làm nhận tiền chi tiền mướn thợ mua vật tư quay phim làm phim đăng video tất cả mọi thứ chỉ có một mình thiện làm từ trước tới nay không có ai hỗ trợ hết thì ngày hôm nay thiện sang năm mới cũng muốn mình làm nó chuyên nghiệp hơn nó có một đội nhóm hỗ trợ mình để giảm bớt cái phần áp lực trong cái công việc giống như là tìm uh, những cái người uh, quản lý cái phần vật tư cũng như là chuyên chở vật tư uh, những cái đội nhóm thợ thiện mướn để làm nhà cũng như là uh, tìm một người để quay phim cho thiện nữa À, một năm rồi thì làm từ hồi Tết năm trước năm 2018 tới Tết năm 2019 rồi từ năm 2019 tới năm 2020 à, tính cái ngày nghỉ ra mình nghỉ chưa được hai tuần nữa là tất cả đều làm liên tục ở ngoài đường và tất cả là gì bà con nghèo hết cho nên cái cái công việc mình làm đó, nó nó gặp nhiều vất giả khó khăn mà không bao giờ than thở với ai từ trước tới giờ thì không có than thở nhưng mà hôm nay thì không có bức xúc nhiều cái bình luận mà người ta nói rất là ác ý cho nên mình muốn chia sẻ để cho cô chú anh chị và các bạn hiểu à, ở đây làm công việc thì ai cũng phải cần tiền để sống riêng bản thân thiện làm cũng rất là cần tiền nhưng mà mình làm với bằng cái tâm bằng cái chính nghĩa chứ không phải mà mình lợi dụng tiền của cô bác ở nước ngoài về đây để trục lợi cho bản thân mình thì những cái phần tiền của cô bác giúp đỡ thiện thiện đều chi bao nhiêu làm bao nhiêu rất là rõ ràng không có gì mà để giấu giếm hết thì cho nên rất là được lòng tin của cô chú anh chị và các bạn cho nên cái công việc thiện làm mặc dù thiện không có để số điện thoại lên À, hôm nay thiện mới nói luôn là lý do tại sao mình không để số điện thoại lên là do những cái công việc thiện làm chỉ có một mình thôi không có ai trợ giúp hết cho nên nếu mà để số điện thoại luôn á thì thiện tập trung vào nghe điện thoại rất là nhiều cho nên cái công việc của mình bên ngoài mình không có giải quyết được thì ngày hôm nay thiện bắt đầu để số điện thoại lên là do thiện đã tìm được à, hoàng anh người đi chung làm làm chung với thiện đó để trợ giúp thiện quay phim thì chở thiện đi đây đi đó thì cái thời gian mà thiện ngồi ở phía sau thì thiện mới có thời gian mà nghe điện thoại của cô chú anh chị các bạn được thì ở đây uh, thiện làm thì cô chú anh chị cũng có thương thì cũng có cho tiền thiện à, uh, 500 trăm ngàn một triệu 2 uh, triệu 100 đô 200 đô hoặc là nhiều hơn thì cái đó thiện thiện thấy nó đã cũng là xứng đáng với cái phần công sức thiện bỏ ra thì cô chú cũng biết được cái điều đó Đi ra ngoài làm cũng phải đổ xăng, rồi ăn uống, rồi đi xe đi cộ. Xe hư mình cũng phải cần tiền sửa. Chứ ở đây thiện đã cái cái tuổi trẻ có thiện công sức của thiện đã làm những cái công việc này thì cô cô chú thấy thiện làm cũng cực khổ vất vả thì cũng bù đắp. Cái phần khó khăn nó cho thiện cũng muốn hỗ trợ thiện cái phần tiền để đi đi đứng. Chứ ở đây mình tiền cũng không phải là mình mình đã đi làm cái ngày này thì cũng không không có đi làm cái công việc gì khác cho nên cũng không có tiền cho nên thiện cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ thiện cái phần kinh tế để cho thiện có được cái động lực để làm tốt hơn cái công việc của mình ở đây nhiều người người ta cũng ghét cái phần đó nữa mình nhận được cái phần đó người ta cũng không thích thì giống như cái xã hội này à, ai cũng sống vì bản thân mình ai cũng sống vì cá nhân không ai sống vì xã hội không ai sống vì cộng đồng thì làm sao mà có được những cái người mà đi làm từ thiện ngày hôm nay người ta đã hy sinh tất cả thời gian công sức tuổi trẻ thay vì cái thời gian này người ta làm những công việc khác người ta đi du lịch người ta đi trải nghiệm ở nhiều nơi thì riêng thiện và tất cả những anh em khác lại phải đi tìm những cái hoàn cảnh nghèo khổ để giúp đỡ thì do cái cuộc sống cô chú anh chị và các bạn cũng muốn làm việc thiện nhưng mà không biết làm ở cái chỗ nào làm ở nơi đâu và tin tưởng ai thì mình ở đây đứng ra để nhận cái phần tiền đó và làm đúng cái mục đích đúng hoàn cảnh và cái phần tiền nó đi đúng với những cái người mà được hưởng thì như vậy thì cái lòng tin của cô bác ngày càng nó được nâng lên thì mọi người sẽ đặt cái niềm tin vào mình để đi làm cái công việc này thì thiện nghĩ là cái phần tiền thì cô bác cho thiện là nó nó xứng đáng với những gì mình mình được nhận còn ở đây những cái người mà sân si hơn thua ganh ghét à, mọi người hãy suy nghĩ lại những cái gì mình nói ra như vậy nó có đúng hay không khi muốn nói ai một cái điều gì thì mình phải nhìn lại cái quá trình người ta làm, người ta hy sinh, người ta gian khổ để người ta được ngày hôm nay không phải từ từ trên trời rơi xuống. Thiện những cái đầu tiên làm cái nghề này nó cũng bỡ ngỡ, nó cũng không có gành ghẻ. Thì cũng ngày qua ngày công việc này nó chuyển qua công việc khác. Thì dần dần thì mình mới có nhiều kinh nghiệm để làm cái công việc tốt hơn chứ không phải là à, tự nhiên ngày hôm nay à, nó được ngày hôm nay là tự nhiên người ta cho nó người ta thích nó người ta cho tiền nó rất là nhiều nhưng mà người ta đâu biết được cái sự hy sinh gian lao của một cái người làm youtube một cái người làm thiện nguyện nó phải đổ rất là nhiều mồ hôi công sức thậm chí công việc nó nhiều quá mình không có thời gian để ngủ luôn làm tới khuya tới tối, 11 12 giờ đêm rồi sáng lên là phải thức sớm để đăng video để gửi đến những hình ảnh đó cho tất cả mọi người xem. Những năm qua là mình cực kỳ là chịu nhiều áp lực từ dư luận nhiều nơi rồi những cái người xem rồi những cái người bình luận chê trách, khen cũng có, chê cũng có, đủ thứ hết. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã vượt qua thì Ngày hôm nay làm cái video này cũng muốn gửi đến những cái tâm sự này cho tất cả mọi người xem. Nếu mà ai cảm thấy làm cái công việc này tốt thì thiện xin nhường cái công việc này, cái kênh này cho cái người đó làm để cho người ta hiểu được làm cái công việc này nó có dễ như người ta nghĩ hay không. Chứ mình thử làm đi, mình dướng thân vào mình làm cái công việc này đi rồi mình mới thấy được cái sự gian nan vất vả khổ cực chứ không có dễ nhưng mà mình cầm cái điện thoại hay mình mở cái cái màn hình tivi laptop lên mình coi ấy, thì cái đó nó đơn giản lắm mình mình thử mình mình trải nghiệm mình thử mình làm đi mình thử mình uh, giúp đỡ ai người nào đó xung quanh mình thôi mà thiện tin chắc là những cái người nói như vậy không bao giờ người ta có cái lòng bao dung thương người hết đụng ngay đâu người ta cũng ghét đụng ngay đâu người ta cũng chê được hết không bao giờ làm vừa lòng được tất cả mọi người, cho nên thiện không có muốn trả lời những cái bình luận đó. À, thiện không có muốn giải thích nhiều như những cái người không có hiểu. Thì ở đây thiện nói để cho những ai mà chê trách hay gì đó thì mình có thể tạo ra một kênh mình tự làm đi, mình đi tìm người nghèo mình giúp đi, rồi mình kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Thì xem xem thử xem khi nào mình làm được thì mình hãy nói còn nếu mà mình làm không được thì ở đây mình cũng không, không có yêu cầu là vô đây coi cái kênh này để nói này nói nọ ở đây giống như một cái cửa hàng nếu mà mình thích hợp với cái nhãn mắt của mình mình nghe mình thấy dễ chịu thì mình nghe còn nếu mà cảm thấy không thích nữa thì xin mời qua những cái kênh khác coi chứ mình đừng có lên trên đây mà mình nói giống như là mình là một cái người thánh phán xét như vậy đó ai làm sao mình cũng cũng không vừa bụng hết thì giờ mình tự làm một cái kênh đi và để cái tấm hình đại diện lên mình là ai mình trình diện ở đây để mình, mình, mình trao đổi thẳng thắn trực tiếp đi nếu mà làm tốt hơn thiện sẵn sàng nhường cái 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 công việc này ở đây mình nói mình không hơn thua nhưng mà nói để cho tất cả mọi người hiểu ở đây thiện cũng xin thông báo với tất cả mọi người thì hôm nay thiện đã để cái số điện thoại lên trên kênh rồi thì thiện cũng nhận được rất là nhiều à, cuộc điện thoại và tin nhắn ở của cô bác ở nhiều nơi ở nhiều tỉnh khác à, điện thoại cho thiện nhờ giúp đỡ à, nhưng mà riêng bản thân thiện vì cái khả năng của mình và cái công sức của mình chỉ làm được ở trong nội tỉnh kiên giang thôi Uh, thiện không có đủ sức để đi những cái tỉnh khác để giúp đỡ cho tất cả mọi người được. Thì uh, anh chị, cô chú anh chị đó uh, có thể là liên hệ những cái kênh từ thiện khác ở những cái tỉnh mà gần nơi mình sinh sống đó để được uh, các anh em giúp đỡ cho mình kịp thời hơn. Nhưng chứ thiện thì uh, cái khả năng hoạt động của mình chỉ ở trong tỉnh Kiên Giang thôi. Tại vì ở đây bà con cũng còn rất là nghèo, cũng cần được giúp đỡ. Cho nên à, giúp bà con ở đâu cũng là giúp hết. Nhưng mà ở trong cái khả năng của mình thì làm để cho nó trọn vẹn. Rút à, ngắn được cái thời gian nhiều nhất để mình giúp đỡ được bà con được nhiều nơi, à, được nhiều cái hoàn cảnh hơn. Nhưng mà nếu mà thiện đi tỉnh khác cũng được nhưng mà cái khả năng của thiện hoạt động nó không có được thuận lợi bằng ở trong tỉnh của mình thì trong tỉnh thì mình cũng gành hơn thì cũng đi nhiều nơi trong tỉnh thì mình cũng thuần thục hơn còn ở nhiều cái tỉnh khác thì những anh em khác sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người đó thì để thông báo cho cô bác anh chị được gõ là để có cái cái mình sắp xếp được cái thời gian hơn thì cũng chân thành cảm ơn à, cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của thiện thì cũng còn rất là nhiều tâm sự nhưng mà trong lúc này không thể nào mà nói hết được thì ở cái giai đoạn nào đó thì thiện sẽ trao đổi thêm với mọi người thì sau này thiện sẽ có thể là live stream trực tiếp thường xuyên hơn để chia sẻ những thông tin gì đó tới tất cả mọi người thì ngày hôm nay thì cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều đầu năm mới thì cũng kính chúc sức khỏe cô chú anh chị và các bạn chúc năm mới nhiều niềm vui nhiều may mắn và cũng hy vọng là đồng hành cùng tất cả mọi người để giúp đỡ bà con nghèo thì video thiện xin được dừng lại tại đây thì thiện cũng có để điện thoại lên trên màn hình đó và có cả số weibo nữa thì cô chú cứ liên hệ với thiện để sau này Thiện có đăng video nào lên có hoàn cảnh nào nghèo khổ khó khăn đó thì cô chú cứ liên hệ với Thiện qua quay bờ hoặc là trực tiếp qua số điện thoại đó để Thiện gửi cái địa chỉ cũng như là tên tuổi của Thiện để cô cô chú anh chị gửi tiền về nó được thuận tiện hơn. Thì ngày hôm nay rất là vui mừng khi đã tìm được một người đồng hành cùng Thiện để giúp đỡ bà con nghèo cho nên Thiện cũng mạnh dạn để số điện thoại lên cho cô bác được liên lạc thuận tiện dễ dàng hơn. thì uh, video sẽ, thiện xin dừng lại tại đây tạm biệt tất cả mọi người. thì cũng hy vọng là sẽ nhận được nhiều sự yêu mến uh, theo dõi của cô chú anh chị và các bạn gần xa. <laughs>